đêm tàn cắn hắc hiu gió lạnh, hồn ngơ dưới đèn xanh, muôn dặm dời dời hay chẳng có nhớ thương kẻ nơi quê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị ơi, nếu mai người ta có thể vào tận phòng riêng giữa đêm khuya dân, có lẽ anh sẽ lặng lặng nhìn giường xưa bó lạnh mà nhớ nhớ thương thương một hình dũng qua giấc mộng. Thank you.